Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Bi Styling. Và dành cho những bạn lần đầu tiên xem video của mình thì mình là Bim và mình làm kênh YouTube để truyền cảm hứng ăn mặc cho mọi người, nhằm giúp cho mọi người mặc đẹp và sang hơn mỗi ngày. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để build một tủ đồ basic chỉ với 10 món đồ phiên bản Summer Edition nhá. Và cái tủ đồ basic mà mình muốn nói đến ở đây, nó cũng không hẳn là kiểu minimal đâu, mà nó sẽ là cái style Scandinavian mà mình vẫn thường hay nói. Mình nghĩ là ở trong một cái video khác thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn rằng là style Scandinavian nó cụ thể nó là cái gì, nó gồm những cái gì và làm thế nào để chúng ta mặc được ra cái kiểu style đấy. Và những cái món đồ ngày hôm nay nó có một điểm chung, đó chính là bảng màu tương đối trung tính. Đa số là những cái gam màu cơ bản như trắng đen, và thỉnh thoảng thì mình cũng điểm vào đấy một vài những cái món đồ trendy màu sắc, ví dụ như là màu vàng và màu xanh lá cây. Và một cái điểm chung nữa đó là những cái form dáng của những món đồ này nó rất là timeless, tức là nó có thể xài được từ mùa này qua mùa khác. Và mình cảm thấy là trong mùa hè năm nay ấy, nếu mà ném mình ra đường và bắt mình là chỉ được mang theo 10 món đồ để sống trong vòng một tháng thôi, thì chắc chắn là mình sẽ chọn ngay 10 cái items mà mình đang bày ở đây. Bởi vì mình cảm thấy là với 10 món đồ này mình có thể mix ra được vô số các bộ trang phục khác nhau, mà bộ nào cũng làm cho mình thấy tự tin, bởi vì nó rất là đúng với cái style và cái hình ảnh mình đang mong muốn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn xem 10 món đồ đấy là gì nhá. Ta sẽ đến với item số 1. Với mình, cái item mà quan trọng nhất đó chính là chiếc áo sơ mi trắng. Mình thì có rất là nhiều sơ mi, cũng như là sơ mi trắng thì mình chắc phải có đến khoảng 5-6 cái với cả các form dáng khác nhau. Thế nhưng mà để mà chọn ra một cái món đồ sơ mi trắng mà nó essential nhất thì mình highly recommend chiếc button down này. Cái form áo này nó cũng khá là cơ bản và các bạn có thể tìm mua ở rất là nhiều các cửa hàng khác nhau. Chưa kể là những chiếc áo dáng oversize như này ấy, nó sẽ giúp các bạn che khuyết điểm cơ thể rất là tốt. Kể cả khi mình có lên cân một chút hay là gầy đi ấy, thì những cái em áo oversize này sẽ không bao giờ phản bội chúng ta. Đây là cái chiếc áo mà mình cảm thấy là nó cần có thăng một trong tủ đồ của bất kỳ ai, chứ không chỉ là chị em phụ nữ mà đang theo đuổi cái style này đâu. Chiếc áo thứ hai lại là một chiếc sơ mi nữa. Cái món đồ này thì nó hơi mang tính là xu hướng một tí. Thường thì ở trong một cái tủ đồ basic ấy, mình cũng không khuyên mọi người là làm cho nó tối giản hết mức đâu, mà nên chúng ta vẫn nên có một số món đồ để bắt trend, để cho chúng ta có thêm cái cảm hứng, chúng ta cảm thấy là mình không bị đứng ngoài cái dòng chảy thời trang cho lắm. Đấy là lý do mà mình vẫn phải ép thêm một chút trend vào, bởi vì mình làm trong ngành thời trang, mình không thể nào mà nó lúc nào trông cũng quá là basic nhàm chán được. Và mình nghĩ là không chỉ là những người làm trong ngành thời trang đâu, mà ai cũng cần phải như thế. Ai cũng sẽ có những cái lúc bị kiểu bí bách ấy, thì mình cần phải có một cái gì đấy nó mới lạ hơn để nó phá vỡ cái sự bí bách đấy. Tiếp theo, mình sẽ nói nốt về cái mục áo trước nhá. Đây là chiếc tank top. Cái chiếc tank top này thì là cái dáng kiểu quét nách hơi sâu như thế này. Dành cho những bạn nào mà muốn tìm mua cái kiểu như thế này thì các bạn có thể search cái từ khóa là halter top. Đấy, thì các bạn sẽ có thể tìm mua được những chiếc áo mà nó có dáng như thế này. Bản thân mình thì tuy là gầy nhưng mà phần vai ấy thì nó cũng không phải là quá nhỏ so với cả cái người của mình. Thế nên là những cái chiếc áo tank top mà nó được khoét sâu vô nách như thế này này, nó sẽ tạo ra cái cảm giác là người bạn nó thon gọn hơn so với việc là bạn mặc những chiếc áo mà nó ngang phè phè như này này. Đấy, nó sẽ làm cho cái khung vai mà ai mà vai ngang ấy nó sẽ càng to ra nữa. Chiếc áo cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là chiếc bra. Trời ơi, không thể nào miêu tả được hết cái sự yêu thích những chiếc áo bra của mình trong một cái video đâu các bạn ạ. Và mình pick up em này. Đây là cái áo bra mà mình gần đây mình rất là yêu thích. Cái chất liệu của nó rất là ok, là một cái chất len tương đối trendy và dày dặn, và mình nghĩ là nó rất là đẹp so với cái giá tiền của nó. Nó là một chiếc áo của brand H&M, và cái này thì mình nhớ là nó cũng chỉ có vài trăm nghìn thôi thì phải. Thế nhưng mà cái dáng, cái form dáng của nó rất là classic, và cái chất liệu kiểu cầm dày dặn và nặng tay ấy, nên là làm cho mình rất là thích. Đấy cũng là cái tôn chỉ về chất liệu cao cấp. Khi mà các bạn muốn theo đuổi cái style Scandinavian, thời trang bền vững, thì chúng ta hãy tập trung vào những món đồ mà có chất liệu cao cấp và nó có khả năng sử dụng lâu dài hơn, vòng đời của nó dài hơn những cái món đồ mà mỏng mỏng, tanh tanh, xong rồi chất liệu nó bị rẻ tiền, nó nhanh nhão ấy. Món đồ thứ 5 là một chiếc váy Little Black Dress. Cái này thì không chỉ ở tủ đồ style Scandinavian cần có em nó đâu, mà mình nghĩ là
cái tủ đồ nào của chị em chúng ta thì cũng nên có một chiếc váy đen như thế này. Tuy nhiên thì mình chọn cái chiếc váy lụa bởi vì mình thấy là chất liệu lụa nó rất là sang và cũng như là nó mát mẻ, nó hợp với mùa hè. Little black dress, em nó có thể cứu cánh cho chúng ta trong mọi dịp, kể cả từ đi đám cưới, đi chơi, đi bar rồi đi ra đường dạo phố. Nói chung là nó rất là nhanh và tiết kiệm thời gian các bạn ạ. Hôm nào mình bí mình chỉ cần mặc mỗi cái này xong đi sang đan xách một cái túi thế là xong. Ok, đây là một chiếc váy của brand Linh Đoàn. Mình cũng đã xài cái chiếc váy này rất là nhiều rồi. Và nếu các bạn nào muốn mua thì có thể tham khảo ở trên page của Linh Đoàn nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào đến mục gọi là outerwear. Một cái item mà mình không thể nào sống thiếu nó được. Thôi thì nếu mà quên áo sơ mi thì mình thà mặc áo lót với cái chiếc áo blazer này cũng được ấy các bạn ạ. Đây là một chiếc blazer. Một chiếc blazer màu đen basic của Wephobia. Đây là cái blazer của nam. Và để mà các bạn build một tủ đồ Scandinavian cơ bản ấy thì không bao giờ có thể quên được blazer nha. Và oversize và có cái shoulder pad này thì càng tốt nè. Đấy, cái chiếc blazer này mình cũng đã dùng vài năm nay rồi nhưng mà không có dấu hiệu chán các bạn ạ. Mình đã bỏ qua cái việc là mua đồ theo số lượng từ rất là lâu rồi. Bây giờ mình chỉ tập trung vào chất lượng thôi và cái đồ mà mình mua ấy nó sẽ phải đạt được hai điểm yêu cầu. Đó là một là form dáng đẹp và hai là bền, dùng được càng lâu càng tốt. Còn bây giờ là hai cái item quần số 7 và số 8. Chắc là mình sẽ pick up luôn hai em này đi. Vì đây là summer edition nên là mình recommend những chiếc quần short như thế này thay vì quần dài. Một cái điểm nữa là những chiếc quần short như thế này ấy, nó không phải là cái quần mà nó ngắn đến gọi là ngắn bẹn ấy, nên là nó khá là lịch sự và mình nghĩ là hoàn toàn chúng ta vẫn có thể mặc đi làm hoặc là đi đến những chỗ nào lịch sự được. Thì đây là một chiếc quần màu trắng, còn đây là một chiếc quần màu đen. Đấy, mình nghĩ là hai cái màu này nó rất là cơ bản dành cho bất kỳ cái tủ đồ nào. Và các bạn cũng có thể lựa chọn hai cái chất liệu nó khác nhau như mình đây, thì mình chọn một cái chất liệu màu trắng mềm mại. Đấy, còn một chiếc quần nữa thì mình đã chọn chất liệu da. Bởi vì sao? Bởi vì mình khi mà mình mặc những cái món đồ mà nó basic, nó cơ bản ấy, với những cái gam màu mà nó trầm trầm giống nhau ấy, thì cái việc mà chất liệu của món đồ nó tương phản với nhau, nó sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc là làm cho cái set đồ của bạn nó vui mắt hơn và nó bớt nhàm chán hơn. Ok, đây là chiếc túi cũng như là đôi sandals mà mình lựa chọn để build cái tủ đồ cơ bản. Mình chọn một chiếc túi nó trung tính và cái form dáng của nó rất là minimal. Thì mình tin là cái chiếc túi này nó có thể hợp với mọi set đồ cũng như là cái công năng sử dụng của nó rất là tốt. Thì những cái form dáng minimal như này ấy, nó sẽ giúp cho cái set đồ của bạn nhìn nó sành điệu hơn là những cái món đồ mà nó cứ lằng nhằng quá là nhiều chi tiết rườm rà. Ok, mình sẽ để tặng em túi ở đây. Đây là em giày. Tại sao mình lại không chọn một đôi giày cơ bản màu đen hay là màu trắng? Bởi vì cái style Scandinavian này nó đòi hỏi một cái sự cân bằng ở cả form dáng cũng như là cả sự tương phản về màu sắc nữa. Và các bạn để ý một chút thì sẽ thấy được là những cái món đồ ở đây, cái form dáng của nó khá là classic và nó khá là khỏe khoắn ấy. Đấy, thì mình cũng không muốn là mặc cái đồ gì mà nhìn nó lại mất đi cái vẻ nữ tính của một người phụ nữ cả. Thế là mình thường sẽ chọn sự cân bằng ở những đôi giày. Nó sẽ giúp làm mềm mại lại những cái đường nét cứng nhắc của trang phục. Ok, thế còn bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ đến với phần 2, đó là phần mix đồ. Bây giờ thì mình sẽ mix những cái set đồ từ những cái items basic mà mình đã nói đến ở đây để cho các bạn tham khảo nhé.
là cảm ơn mọi người đã theo dõi video đến lúc này. Và trên đây thì là 10 cái items basic cơ bản mà mình gợi ý để các bạn build một tủ đồ khi mà các bạn đang muốn theo đuổi một cái phong cách thời trang mới. Và mình nghĩ là 10 món đồ này ấy, thì nó không thể nào nó đầy đủ cho một cái nhu cầu về quần áo của chị em chúng ta được. Thế nhưng mà mình tin là nó sẽ là cái tiền đề để cho các bạn tiến xa hơn trong cái việc là phát triển cái phong cách cá nhân của bản thân. Và đây cũng là cái bước đặt nền móng cho cái việc mà bạn định hình ra cái gu riêng của bạn. Bởi vì từ 10 cái món đồ basic cơ bản này, các bạn chỉ cần phát triển chúng nó lên một chút về ví dụ là form dáng khác đi một tí này, hoặc là màu sắc nó sẽ khác đi một tí, chất liệu khác nhau đi một tí, thì dần dần chúng ta cứ bám vào cái gốc và cái sườn mà chúng ta đã xây dựng để mà phát triển nó lên thành cái tủ đồ quần áo mà có chất riêng của chúng ta, vừa thể hiện được con người cá tính cũng như là nó có một cái phong cách gì đấy nhất định chứ không phải là kiểu cái gì cũng mặc. Và một cái điều quan trọng nữa trong cái việc hình thành nên cái tủ đồ tốt của mỗi cá nhân đó chính là closet clean out. Và mình recommend, highly recommend các bạn là hãy làm ngay cái điều này khi mà các bạn đang muốn thay đổi mình nhá. Và thậm chí là kể cả khi mà các bạn đã có một cái tủ đồ tốt rồi ấy, thì không ai có thể tránh được cái việc là chúng ta mua sắm linh tinh cả. Kể cả là khi đã có định hướng rõ ràng rồi ấy. Thế nhưng mà nhiều khi nhìn thấy những cái món đồ mà nó hay ho quá này, nó trendy quá mà bây giờ kiểu đi đâu ai cũng mặc, thì đôi khi là chúng ta cũng sẽ bị nhẹ lòng mà xuống tiền mua những món đồ đấy. Thế nên mình nghĩ là cái tần suất hợp lý để chúng ta tiến hành cái việc closet clean out của chúng ta sẽ là khoảng 6 tháng một lần. Mình nghĩ là cứ mỗi 6 tháng ấy, chúng ta hãy nên lọc lại cái tủ đồ, chỉ giữ lại những cái món đồ mà essential, basic, timeless, như là những cái mà chúng ta đã build từ đầu thôi. Còn những cái món đồ mà nó đã out trend hoặc là nó không còn phù hợp với cái thời điểm hiện tại nữa thì các bạn hãy pack nó lại này để bán lại cho đi, hoặc là quyên góp gì đó. Còn nếu mà các bạn đang muốn bán đồ mà không biết bán ở đâu ấy, thì các bạn có thể tìm lên những cái cộng đồng thanh lý đồ. Và chúng mình thì cũng có một cái group như thế, đó chính là group dọn tủ cùng Châu Tạ đấy. Và ở trong cái group này thì cũng có rất là nhiều các chị em có chung mục đích cũng như là sở thích với các bạn. Thế nên là nó sẽ dễ dàng hơn cho các bạn trong cái việc mà gửi những cái món đồ của mình đến tay chủ mới. Còn video ngày hôm nay thì chắc là sẽ tạm dừng ở đây thôi các bạn ạ. Và mình rất cảm ơn các bạn nào đã theo dõi video đến những cái phút giây này. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình hay và hữu ích đối với các bạn ấy, thì các bạn đừng ngần ngại mà tặng cho mình một cái thumbs up cũng như là comment ở phía dưới để cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. Cũng đừng quên là like, share và subscribe và click vào nút chuông đăng ký ở bên cạnh để nhận được những video mới sớm nhất từ mình vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Bye bye.